Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái dự án mạng Solana. Con này sẽ là con Sorobo. Đây là một cái dự án có ký hiệu là SOL các bạn nhé. Dự án này thì là FCFS, tức là bạn nào đến trước thì các bạn sẽ được trúng. Nó, cái max của nó là khoảng 30.000 người nhé. Bây giờ mình đang check là khoảng 15.000 rồi. Bạn nào mà chưa làm cái tài khoản, chưa làm cái dự án này thì các bạn làm theo hướng dẫn của mình để tham gia nhé. Mọi người làm ở trên nền tảng glem.io. Chúng ta sử dụng ví Solet mọi người nhé. Bạn nào mà chưa có ví Solet thì các bạn hãy ấn vào cái link mình để bên dưới này. Đấy. Không thì các bạn cứ ấn vào là Solet Wallet là nó sẽ ra thôi. Các bạn điền ví Solet đây, ví Solet đây. Mọi người copy lấy ví Solet. Không có tiền không? Có con nào về không? Trời ơi, không có con nào về cả. Rồi mọi người dán cái ví Solet vào đây nha. Đây. Ấn Continue. Trên này thì mình làm một số nhiệm vụ khác nhau thôi. Chúng ta Flow Twitter này. Chúng ta flow Twitter này. Ấn continue. Ở đây thì chúng ta sẽ retrain cái bài viết nha. Đây chúng ta retrain bài này, like cho nó một cái. Ấn continue. Đây thì chúng ta sẽ ấn vào Twitter để chúng ta đăng cái bài viết nhé. Đây chúng ta tweet một cái bài này. Lâu vậy, mày ơi lâu vậy. Ấn continue. Ở dưới này chúng ta sẽ join discount nhé. Invent friend này không biết, mình không biết là invent kiểu gì luôn đấy. Hay là mình để link bên dưới cho mọi người ấn nhé, discount này nhé. Thì chỉ có cách đấy thôi, mình cũng không biết là invent kiểu gì luôn đấy. Mọi người ấn verify này, tích vào đây. Các bạn thấy chưa, có 15.000 người rồi. Invent kiểu gì mọi người? Mình nghĩ là cái invent này thì nó lại không có link này. Đây nó có link đâu. Mà tìm bạn bè thì cũng không tìm ra luôn. Biết có ai đâu mà tìm. Thôi bỏ qua cái này đi nhá. Ấn continue. Ở dưới này thì chúng ta sẽ theo dõi hai cái group ở trên Telegram nhá. Đây này. Sau đấy mọi người dán cái tên vào đây. Đây là tên Telegram của mình nhé. Các bạn tên là gì thì đánh vào nhé. Đây link chúng ta sẽ giới thiệu bạn bè của mình tham gia để chúng ta có thể kiếm thêm token nhé các bạn nhé. Ủa sao ấn vào mà nó cứ trơ ra vậy? Nè, chạy đi chứ. Đấy, như thế là kết thúc cái nhiệm vụ rồi đấy mọi người ạ. Chúng ta chỉ cần làm mấy nhiệm vụ cơ bản như thế thôi. Link thì mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm cho các bạn cùng tham gia nhé. Bạn nào mà chưa tham gia thì các bạn đăng ký và làm theo hướng dẫn của mình để tham gia nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Dự án này chia sẻ khoảng 200.000 đô la nhé.